Ông sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói nên lên lời cảm hứng. Ai làm hại giới lượng, kẻ tìm lạc cho mình, người ấy sau khi chết không tìm được an lạc. Đối chúng sanh muốn lạc, ai không hại giới trượng, kẻ tìm lạc cho mình, đời sau tìm được lạc. Dạ thưa, bài kinh đã chấm dứt. Kính mời cô Cẩm Vân. Mời cô giơ tay. Rạng đông gửi mic lại cô nha. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thẩm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Ý Trí Quốc Tá Cá. Kinh Phật Tự Thuyết chương 2 phẩm Mú Chá Linh Đá Bài Ba La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa Quát Thí tại Chê Tá Quát Ná, khu vườn ông Á Na Bá Đinh Đí Cá. Lúc bấy giờ một số đông đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy. Giữa Sa Quát Thí và Chê Tá Quá Ná, Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm bát đi vào Sa Quát Thí để khất thực. Thế Tôn thấy giữa Sa Quát Thí và Chê Tá Quá Ná nhiều đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Ai làm hại với trượng, kẻ tìm lạc cho mình, người ấy sau khi chết không tìm được an lạc. Đối chúng sanh muốn lạc, Phật ai không hại với trượng, kẻ tìm lạc cho mình, đời sau tìm được lạc. Dạ, Cẩm Vân đã đọc bài xong và dạ, kính mời vận tay của huynh Quách Thanh Á. Dạ. Sa thú lần thay sư Cẩm Vân. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵng Tha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, kính cảm ơn sư Nhật Huỳnh cho biết nghe rõ. Dạ, con xin được đọc bài kinh Tiểu Bộ Iti Buttaka, Kinh Phật Tự Thuyết chương 2 phẩm Muchalinda, bài số 3 La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bây giờ một số đông đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy giữa Savatthi và Chana. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Thế Tôn thấy giữa Savatthi và Chetavana nhiều đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên cảm hứng này. Ai làm hại với trượng, kẻ tìm lạc cho mình, người ấy sau khi chết, không tìm được an lạc, đối chúng sanh muôn lạc. Ai không hại với trượng, kẻ tìm lạc cho mình, đời sau tìm được lạc. Tana xin mời sít trên mình thôi. Thấy Sâm Thủy đang biết có trong máy, trong mình chiếc máy không nữa. Dạ, kính mời sít nha. Dạ, sa thú kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Đã cảm ơn sức rằng đông cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa con thành kính lệnh lễ chư tôn đức. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu và cô tu nữ Tệ Duyên chuẩn bị nha. Nhật Quỳnh ôn bài xong, kính mời cô ạ.
Dạ, cảm ơn Minh Bát Tha Ná cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Mucchalinda, bài Ba La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở sau Quá Thí, tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông Anna Thapindika. Lúc bấy giờ một số đông đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy. Do sao Quá Thí và Chê Tá Quá Ná, Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào sau Quá Thí để khất thực. Thế Tôn thấy giữa sau Quá Thí và Chê Tá Quá Ná nhiều đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: ai làm hại với trường, kẻ tìm lạc cho ta, người ấy sau khi chết tìm được an lạc. Đối với chúng sanh muốn lạc, ai không hại với trường, kẻ tìm lạc cho mình, đời sau tìm được lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư, dạ con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức nhật huynh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, cô tu nữ Cây Duyên sẵn sàng chưa? Dạ, nhật huynh kính mời bằng tay cô ạ. Cô có nghe được âm thanh nhật huynh không cô? Dạ, kính mời cô. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ cô Tự Viên ơi, trong đạo tràng chưa thấy được âm thanh của cô, không thấy cô cầm mic. Dạ cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ kính mời cô cầm mic nha. Rồi đừng nét, cô Tị Duyên có vấn đề rồi, không cầm mic được mà té luôn rồi. Dạ, Đăng Đông có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, kính cảm ơn Minh Quá Tha Ná. Bây giờ thì mới 5 giờ 50, tức là mới 6 giờ 50 ở Việt Nam, mà giờ không thấy một bàn tay nào ôn bài hết. Và mời Rạng Đông cầm mic đi. Rạng Đông, một là Rạng Đông cho nghe một đoạn kinh hay như thế nào tùy ý Rạng Đông nha. Dạ sa thủ, mời Rạng Đông. Ơi cho cái kẻ thù của tôi thì mình cũng sân hận. Cho nên nếu như mà mình khéo có cái gọi là khéo tác ý đó, hay hoặc là khéo cái chánh niệm tỉnh giác một chút,
chánh niệm, tức là mình biết cái vật, cái gì nó đang diễn ra. Chánh niệm là mình biết cái gì nó đang diễn ra, nó khởi cái ý niệm lên một chút á thì mình đã biết rồi, biết cái này nó không nên, thất niệm. Rồi là Huynh Quá Tha Ná, Huynh Quá Tha Ná nêu cái câu pháp cú này nè, đó đó, chúng tôi nhớ là như vậy. Sukha kama ni phu ta ni yo dan de na uhim sati atano sukame sana bacchaso la phate sukang. Đó, cái nghĩa là y chang vậy đó, giống như vậy. Như vậy thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng là đối với chúng sanh á, muốn lạc, mình muốn lạc mà muốn an lạc thì mình đừng lên làm tổn hại chúng sanh khác. Nãy chúng tôi có nói với quý vị đó, cái hành động phóng sanh mà ngày nay chúng ta thấy phần lớn các Phật tử Phật giáo Bắc Tông đó, người ta hay đi phóng sanh, thì cái hành động đó cũng là hành động thiện đó. Mặc dù là trong kinh điển Nguyên Thủy Đức Phật không nói trực tiếp là phải phóng sanh hay là gì hết, bởi vì mình nghĩ rằng mình giải phóng ai được cái sự ràng buộc, mình giúp đỡ ai thoát khỏi cái sự bó buộc, ràng buộc, khổ đau đó, thì rõ ràng là chúng ta làm một cái việc thiện rồi. Việc thiện sau này chúng ta có cái chuyện gì đi nữa thì cũng may du khống mình để mình tù ra. Chứ thường thường người ta nói cái câu là chim trời cá nước, chim trời cá nước. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con thành kính lãnh lễ thượng tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, cô tự nhiên nghe được nhục bệnh rồi phải không? Dạ, mời cô cầm mic ôn bài. Dạ, mời cô. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, kính lễ đồng bằng minh hạnh thượng tọa Pháp Tăng đại đức Từ Đức, kính lễ với chư nữ và thân chào quý thiền đa sanh nữ. Dạ, bây giờ chị nhân xin đọc bài cái điểm nhất hôm nay nó bị nhảy hoài. Dạ, con nói quên quá anh ạ. Kinh tiểu bộ Itivuttaka, kinh Phật tự thuyết Phật Muccalinda, bài 3. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Cetabana, khu vườn ông Anakabindika. Lúc bấy giờ một số đông đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy. Giữa Savatthi và Cetabana, Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Thế Tôn thấy giữa Savatthi và Cetavana nhiều đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói nên lời cảm hứng này: ai làm hại với trượng, ai làm hại với trượng, kẻ tìm lạc cho mình, người ấy sau khi chết không tìm được an lạc. Đối chúng sanh muốn lạc, ai không hại với trượng, kẻ tìm lạc cho mình, đời sau tìm được lạc. Dạ, đã hết. Dạ, cảm ơn Quỳnh của Thầy. Bây giờ kính mời Quỳnh trở lại.
Dạ sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tại Duyên. Dạ cảm ơn Thích Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ hôm nay âm thanh của cô tu nữ Tại Duyên hơi bị nhỏ đó cô. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Văn Liêm vừa vào đạo tràng. Dạ, đồng hồ con còn sớm mấy phút mà con thấy có thượng tọa Pháp Tân vào rồi. Dạ, sư có thể cho con thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư không ba sư? Dạ, sư vào đạo tràng, sư có nghe rõ không ạ? Dạ, con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ. Vậy Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Tân giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên Phật ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn tròn. Một lòng chăng thổi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế và thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ Quỳnh Quá Tha Ná cho nhiều Quỳnh mê học Quỳnh. Dạ cảm ơn Quỳnh. Dạ trước khi chúng con thỉnh thượng tọa Pháp Tân giảng dạy bài học ngày hôm nay, chúng con xin được đọc phần chánh văn kinh Tiểu Vợ Itivuttaka kinh Phật Tự Thuyết chương 2 phẩm Mujjhali Chá Liên Đá, bài 4 La Mã. Như vậy nó nghe một thời Thế Tôn trú ở sao Quá Thí tại Chê Trá Quá Ná, khu vườn ông Anna Thapindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường. Tôn kính nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọ, dược phẩm trị bệnh. Chúng tăng cũng được cung kính, tôn trọng, hạnh lễ, cúng dường, tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọ, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du triệt sĩ ngoại đạo không được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọ, dược phẩm trị bệnh. Các du sĩ ấy không tham nhận được
Thế Tôn và chúng tỳ kheo được kính trọng. Khi nào gặp các tỳ kheo ở làng và ở trong rừng với những lời nói không tốt lành, thô ác, mắng nhiếc, bị bán, công kích não hại chúng. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, vân vân, dược phẩm, trị bệnh. Chúng tỳ kheo cũng được cung kính, tôn trọng, vân vân, dược phẩm, trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, tôn trọng, vân vân, dược phẩm, trị bệnh. Rồi bạch Thế Tôn, các ngoại đạo du sĩ ấy không tham nhận được Thế Tôn và chúng tỳ kheo được kính trọng, vân vân, não hại chúng. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm ứng này. Giữa làng tại núi rừng, cảm thọ khổ và lạc, chớ quy về tự mình, chớ quy về người khác. Cảm xúc được cảm thọ là do duyên sanh y, với vị không sanh y, do đâu xúc cảm thọ. Nam mô Bích Tha giá. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng phong đung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Kính chào Tự Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Hôm nay chúng ta học bài thứ tư La Mã ở trong phẩm Mucchalinga. Phần chánh văn thì chúng ta đã nghe niệm si của Nhật Quỳnh đọc về nội dung của chánh văn của bài học hôm nay. Câu chuyện được xảy ra là như vậy. Thì bây giờ thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt trước khi giảng. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phagavantang Apivademe. Nhất tâm đại lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư, bi trí vẹn toàn. Soa khá tô phá cá quá ta thâm mô thâm măng nạp ma sa mỹ. Nhất tâm đại lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn, khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền vượt thời gian. Subhatibhano Phagavato Sawakasanko Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay nói đến cái câu chuyện khi mà Đức Phật ngài ở tại Chetavana Savatthi, tại khu vườn của ông cấp cô độc Anathapindika. Lúc bấy giờ thì chúng ta biết rằng là Phật giáo rất là đang thịnh. Vào thời kỳ Đức Phật thì Phật giáo rất là thịnh. Trước Phật giáo ở tại xứ Ấn Độ đó thì còn có các cái ngoại giáo, các cái chủ thuyết, các cái tôn giáo, các cái tông phái khác. Cho nên khi mà Đức Phật ngài ra đời đó thì cái việc mà ngài truyền bá chánh pháp đó thì được mọi người, quần chúng rất là ủng hộ, quần chúng rất là ủng hộ.
ủng hộ là có những hàng đệ tử, có những hàng cư sĩ, cư sĩ đó là là vua chúa, là quan quân, là thứ dân bình thường, vân vân. Thì người ta rất quý Đức Phật, trong đó có tăng chúng. Cho nên cái sự hộ độ của những cái người đàn tính, những người cư sĩ rất là được nhiều. Do đó thì những cái người ngoại đạo đó, họ mới đem lòng ganh tị, đem lòng ganh tị. Khi mà họ đem lòng ganh tị như vậy đó thì họ có những cái lời nói nó không hay, lời nói nó cũng không hay, và cái hành động của họ nó cũng không được đẹp, nó không được đẹp. Và do vậy đó thì để chi? Để họ nói lên, họ nói cái, họ nói xấu đối với tăng đoàn, hay họ nói xấu đối với Đức Phật. Và vì vậy cho nên là cái sự hộ độ của những cái người đàn tính rất là nhiều, đặc biệt là bốn món vật dụng, bốn món vật dụng từ y phục, vật thực, trú xứ và thuốc chữa bệnh, bốn cái nhu yếu phẩm mà chư tăng thời bấy giờ rất là cần, bốn cái món, và được cái sự hộ độ của những người đàn tính rất là nhiều, cho nên là họ mới sinh ra những cái lòng ganh tị, và họ nói những cái lời không hay, họ hành động những cái việc làm nó không đẹp. Thì chuyện đó, chuyện đó được xảy ra, việc đó được xảy ra đó, thì Đức Phật Ngài mới biết được cái ý nghĩa đó. Cho nên Ngài nói cái câu kệ ngôn mà ở đây chúng ta đọc cái câu kệ ngôn này, chúng ta sẽ thấy rằng giữa làng mạc đó, tại núi rừng cảm thọ khổ và lạc, chớ quy về tự mình, chớ quy về người khác. Các xuất được cảm thọ là do duyên sanh y, với vị không sanh y do xuất cảm thọ. Thì bây giờ đó là chúng ta đọc qua cái câu, cái bài kệ ngôn này đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói là giữa làng mạc núi rừng, cảm thọ khổ và lạc. Ở đây đó chúng ta thấy rằng từ ngàn xưa tới giờ, từ thời Đức Phật cũng vậy cho đến ngày hôm nay vậy, giới tu sĩ của Phật giáo đó là có những nơi đó thì các vị tỳ kheo sống ở nơi làng mạc, hoặc là ở có những vị thì muốn sống ở nơi núi rừng thanh vắng. Đó là mình nói trong cái chung nhất, nhưng mà có những cái hoàn cảnh thì mỗi vị sống khác nhau, nhưng mà điều hướng đến một cái việc chung nhất đó, đó là nỗ lực tu tập, nỗ lực tu hành mà thôi. Cho nên rằng ngày xưa đó, trong 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 kinh đó, đặc biệt trong Luật Tạng, thì Phật có nói là thầy tỳ kheo ở đâu nó cũng phải, không phải là xa núi rừng, không phải xa làng mạc, mà cũng không nên gần quá làng mạc. Bởi vì như thế nào mà Đức Phật ngày khuyên vậy, xa làng mạc á, là có khi mình đi khất thực đó nó cũng khó. Bởi vì đi, nếu mà đi quá xa đó thì mình không còn có thời gian để mà mình trở về, hoặc là mình lo cái thời gian để mà mình lo trau dồi cái sự tu tập của chính mình, tức là thiền tập. Còn mình gần quá thì nó lại cũng không tốt, tại vì làng mạc thì nơi này nơi nọ đó, thì có dân cư ở đông thì nó có nhiều cái, nó có nhiều nhiều cái chướng duyên, nó có nhiều cái chướng duyên, và chính cái chướng duyên đó nó làm trở ngại cho cái đời sống tu hành nếu chúng ta không khéo, không khéo.
Vì vì vậy đó, cho nên là nếu mà mình sống ở đâu đó, thì Phật nói rằng chúng ta sống ở trong cuộc đời này đó, là nó có hai cái sự cảm thọ. Nhưng mà nói vậy thôi. Ở đây đó là cảm thọ khổ và thọ lạc. Thì chúng ta hiểu cả thân là tâm, hiểu là khổ, khổ lạc và, tức là khổ cả lạc, cả thân lẫn tâm. Nhưng mà sự thật ra thì trong kinh tới ba thọ, nhưng mà do rằng nói rằng khổ lạc đó, là hai cái mà chúng ta có thể có dễ dàng có cái sự cảm nhận nhất, cảm nhận nhất. Còn cái thọ xả đó, hoặc là trong kinh nói là phi khổ phi lạc, tức là nó không khổ không lạc, thì nó thuộc về thọ xả. Thì cái thọ xả đó là do cái tính chất của nó không có nổi trội mạnh, nó không có gây những cái, nó tạo nên cái ấn tượng sâu sắc. Và do vậy đó thì ở đây không nói đến là thọ xả làm gì, nhưng mà chúng ta ngầm hiểu là ở đây nó cũng nói đến cái thọ xả. Nhưng mà nói đến cái khổ lạc á, thọ khổ và thọ lạc á, là hai cái mà sâu sắc nhất. Chúng ta nhìn ở trong cái bản đồ của cái hình mà gọi là cảm thọ, hình mà gọi là thọ đó, trong giáo lý Duyên Khởi thì chỉ có hai cái mũi tên đâm vào hai cái con mắt thôi. Một người đàn ông bị hai mũi tên đâm vào con mắt, thì chúng ta biết con mắt của chúng ta là cái chỗ mà rất là nhạy cảm. Và khi mà một vật mà chỉ cần một hạt bụi nho nhỏ thôi rơi vào trong con mắt thì chúng ta cũng đã khó chịu. Đằng này đó là hai cái mũi tên mà đâm vào con mắt thì chắc có lẽ là đau lớn lắm. Cho nên ở đây là biểu tượng của hai cái sự cảm thọ lạc và thọ khổ, đó là ấn tượng sâu sắc nhất ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Thì vậy khi mà mình nói đến cái khổ và lạc đó, thì khi mà nói đến thân đó, khổ đó, thì quý vị biết rằng là mình có nhiều cái khổ trong cuộc đời. Ở bên ngoài đó thì người ta gọi là tám ngọn gió đời, gọi là bát phong, tức là tám ngọn gió, tức là được danh mất danh, được lợi mất lợi, được khen bị chê, được quyền thế mất quyền thế, được và mất đó, nó tạo cho cái tâm lý của chúng ta vui và buồn, hay là lạc là khổ. Cho nên nếu mà mình ở đây chúng tôi nói rằng là mình biết rằng là danh lợi là một cái danh lợi là một cái miếng mồi ngon mà người ta nghĩ đó là ngon, nó béo bở. Nhưng mà khi mà mình bị rơi vào trong danh lợi được khen thì mình vui, đó là lạc, phải không? Rồi bị chê thì mình khổ. Được khen bị chê là khổ. Được lợi thì mình vui. Nhưng mà mất lợi thì mình buồn. Có phải vậy? Nếu chúng ta không khéo, chúng ta nhìn dòng đời đó thì sự thật được và mất, khổ và lạc đó, nó vốn là không phải là... Chúng ta biết nếu như một người mình hoàn cảnh giữa cuộc đời này thì chúng ta hết sức là bình thản trước cái mọi cái hoàn cảnh, được lợi mất lợi, được khen bị chê, được quyền tước mất quyền tước, được danh mất danh, được lợi mất lợi gì đó. Thì ở đây đó là tám cái ngọn gió đời đó. Và khi mà mình biết rằng là khi mà danh lợi nó là cái miếng mồi béo bở vậy đó, nhưng mà nếu mà mình va vào thì mình cũng khổ lụy. Ví dụ thấy rằng mình không có cái gì thì mình không có gì mà phải khổ. Cho nên nó có một lần khi mà vua Ba Tư Nặc hỏi Phật là tại sao mà Ngài tự tại trước những cái hoàn cảnh, trước những cái ngọn gió đời, trước những cái sự thành bại, được nên hư mất đó, mà Đức Phật Ngài lại tự tại. Thì Đức Phật Ngài nói là ta có ham muốn gì mà được gọi là vui, mà ta có nghĩ rằng
tâm ác gì để rồi ta khổ. Cho nên cái câu trả lời của Đức Phật cho vua Ba Tư Nặc á, tức là vua Ba Xê Na Đí đó, chúng ta thấy rằng một bậc mà hoàn toàn giải thoát ấy, là người ta vượt ra những cái điều đó, nói những điều đó. Chứ còn sự thật ra đó thì quý vị thấy rằng là mình á, với một người phàm phu bình thường thì dễ bị sự chi phối đó lắm. Sự chi phối được danh mất danh, được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, nên hư thành nhục, mà thành bại rồi dinh nhục trên cuộc đời này đó, thì nó lúc nào cũng có, nó diễn ra trong cuộc đời này. Nhưng mà rồi á, chẳng lẽ rồi người ta khen mình á, thì mình sẽ là vui, rồi chẳng lẽ người ta chê mình thì mình lại buồn. Như vậy thì khen chê ở đây đó, chúng ta không phải là đứng ngoài dư luận, dư luận chúng ta không phải là đứng trên dư luận, nhưng mà hoàn toàn là chúng ta cũng không phải phụ thuộc vào hoàn toàn vào dư luận. Dư luận trong kinh có nói rằng là có ba cái loại phinh hướng: phinh hướng theo đời, phinh hướng theo bản thân mình tức là tự ngã, và phinh hướng theo pháp. Thì ba cái phinh hướng đó, phinh hướng theo đời là sao? Phinh hướng theo đời là đời khen thì mình làm, dù không biết là cái việc làm của mình nó có đúng hay là sai, nên hay là hư, chúng ta cũng không cần biết, miễn đời họ khen mình, mọi người họ thấy tung hô vạn tế trên cuộc đời này, mình nói ra thì người ta khen mình, tặng mình làm, chứ cũng không biết là đúng hay là sai. Cho nên có những người như vậy, chỉ là đời khen là họ làm, mà đời chê thì họ buồn thôi, như vậy thì họ bị chi phối ở trong cuộc đời này, ở đời này khen chê. Cho nên đó, cái điều này đó, cái phinh hướng này đó, sự thật ra thì nó không chính xác, nó không chính xác, bởi vì mình phụ thuộc vào đời, thế gian này, tôi gọi là thế gian đó, đời là thế gian đó. Thì cái thế gian này nó ra sao thì chúng ta phải làm theo như vậy, không biết là đúng hay là sai, thì cái phinh hướng này nó chưa phải là chính xác. Cái phinh hướng thứ hai nữa là phinh hướng gì? Bản thân của mình. Có những người đó, quý vị biết rằng là khen chê mặc kệ, mình chỉ biết mình thôi, không quan tâm gì những chuyện xung quanh, không quan tâm những chuyện xung quanh. Thì quý vị biết rằng là bản thân của một người phàm phu của chúng ta đó, thì nó có một cái điều là luôn luôn có tiềm ẩn pháp bất thiện, tiềm ẩn những cái phiền não. Cho nên là nhất động nhất cử đó, nếu chúng ta không có suy xét, không có chánh niệm tỉnh giác, không có khéo tác ý đó, thì dễ dàng cái hành động hoặc là hành vi của chúng ta có thể tạo ra cái lỗi lầm mà chúng ta không hay. Nếu mà mình tự chủ lấy mình á, mình có cái phương hướng là theo mình thôi, ai nói ngửa, nói nghiêng, nói sai, nói quấy gì đi nữa, mình cũng nhất quyết là mình cũng không thay đổi gì hết, mình vẫn làm vậy. Nhiều khi cái sai mà mình vẫn làm thì cái đó nó vẫn là cố chấp. Cố chấp chứ không phải là giữ vững lập trường. Giữ vững lập trường á, giữ vững lập trường là khi nào mà mình xác định là cái điều đó nó đúng rồi, là hoặc là cái điều đó nó sai, mình người ta nói mình có thể sửa đổi, hoặc cái điều đó nó đúng rồi đó, mình giữ vững lập trường, dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiềng ba chân, thì cái người đó gọi là cái người giữ vững lập trường. Và chúng ta biết rằng cái giữ vững lập trường ở đây đó là một trong những bốn cái nhân tiến hóa mà ngài Xá Lợi Phất ngài dạy Ba Tiru Ba Đề Sa Va So Sắp Puri Sắp Bát Sa Văn Atta Sama Ba Ni Thi Ta Búp Bê Cà Tập Bun Nhà Ta, tức là Atta Sama Ba Ni Thi có nghĩa là giữ vững lập trường. Đó là một trong những bốn cái nhân tiến hóa của cái người tu tập của mình. Nếu mà mình xác định nó là đúng, mình giữ vững lập trường, thì nó khác với cái người mà khuynh hướng vào tự ngã của mình. Mình đưa cái tôi của mình nó lớn quá, thì dù ai có sửa chữa mình, ai có xây dựng mình, ai có sách tấn mình,
khuyến khích mình thì mình cũng không nghe đâu. Thì ở đời nó có những cái phương hướng như vậy, có những người có cái phương hướng như vậy. Cái thứ ba nữa đó là Đức Phật Ngài nói có một cái hạng người khuynh hướng theo Pháp, gọi là khuynh hướng theo Pháp. Họ làm gì đó thì họ căn cứ vào Pháp và luật. Ở đây Pháp và luật ở đây là mình nói kinh, kinh và luật. Tức là mình dựa vào kinh luật, dựa vào giáo điển, dựa vào những gì Đức Phật Ngài dạy, những gì dạy. Thì cái người mà giữ vững lập, cái người mà có cái căn cứ vào phương hướng vào Pháp á, thì cái người đó cần phải có những cái sự sáng suốt, cần có được cái sự sáng suốt, cần có được cái sự hiểu biết. Còn cái người mà phương hướng vào bản thân của mình á, thì cái người đó phải có chánh niệm và tỉnh giác. Còn cái người mà có cái khuynh hướng với đời á, theo đời đó, thì cái người đó cần phải có cái sự kham nhẫn rất là nhiều mới được. Nhưng mà trong ba cái khuynh hướng đó, thì Phật dạy rằng là cái khuynh hướng theo Pháp á, nó mới thật sự là chính xác. Thật sự là chính xác. Thì chúng ta làm gì chúng ta cũng dựa trên kinh luật, dựa trên những gì lời dạy của Phật. Chứ chúng ta đừng có nghĩ theo cái ý của mình, hoặc là theo đời thấy cái khuynh hướng người ta làm vậy quá, đó quá nhiều, nhiều người làm, nhiều người tán thưởng quá đi, rồi mình làm thì cái đó nó cũng sai, nó cũng không hẳn là đúng. Rồi khuynh hướng theo mình thì bản thân của mình là người phàm phu mà, cho nên là pháp bất thiện nó có, phiền não tiềm miên nó có thể tiềm ẩn ở trong mỗi con người của chúng ta, và nó có thể bộc phát sanh khởi bất cứ lúc nào. Như vậy thì cái hành động của mình trong cái sự mà bị chi phối của phiền não đó, thì có thể bị sai lầm, bị sai lầm. Vì vậy cho nên Phật dạy rằng là cần có một cái phương hướng gọi là phương hướng theo Pháp, phương hướng theo Pháp. Trở lại với cái điều mà Đức Phật Ngài dạy rằng khổ lạc trên cuộc đời này cảm thọ, chúng ta thấy rằng ở cái mấy cái câu sau Đức Phật Ngài này, chớ quy về tự mình, chớ quy về người khác. Lỗi không phải là tại mình, cũng không phải tại người khác. Bởi vì mình chấp chứa cái gì đó thì mình khổ. Chấp chứa cái gì mình khổ. Cho nên cái gì đó chúng ta thấy nè, mắt chúng ta thấy cảnh sắc, tai chúng nghe ta nghe âm thanh, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm thức ăn, thức uống, vị, và thân chúng ta xúc chạm, tâm chúng ta suy nghĩ. Như vậy thì căn á, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thì vì vậy cho nên gọi là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Từ cái xúc đó nó mới sinh ra cái cảm thọ. Xúc mới sinh ra cảm thọ. Xúc là gì? Xúc là sự giao thoa gặp mặt giữa căn và cảnh mà thôi. Thí dụ như mắt thì chỉ là biết cảnh sắc thôi, thấy cảnh sắc thôi. Tai chỉ nghe âm thanh thôi, chứ không thể nào biết cảnh sắc được. Mũi chỉ ngửi mùi thôi, biết được cái cảnh khí thôi. Hoặc là người ta gọi là cảnh hương. Rồi lưỡi thì nếm được cảnh vị, tức là nếm được thức ăn, thức uống. Thân thì xúc chạm, tâm mình suy nghĩ. Như vậy thì tăng căn tiếp xúc với trần thì gọi là xúc. Xúc. Nó giao thoa, nó gặp mặt nhau, nó tương tác với nhau, cái đó được gọi là xúc. Vì xúc đó mà nếu một người mà không có tu tập chánh niệm tỉnh giác chỗ này đó, thì dễ dàng sinh ra cái cảm thọ, cái cảm thọ khổ và lạc. Mà bản thân của chúng ta là vậy, quý vị thấy không? Một ngày chúng ta nghĩ là 24 tiếng đồng hồ, chúng ta nhìn lại cái tâm của mình, nếu không khéo á, ở đây đó không phải là mình giận ai lắm đâu. Không phải chúng ta giận người đó 3 xe 10 vàng gì đi nữa, 5 xe 10 vàng gì đi nữa. Không, không phải như vậy. Không phải hoàn toàn như vậy. Bởi vì cái giận đó là mình nói sân hận. Còn cái mà mình không hài lòng với những cái cảnh xung quanh của chúng ta, những cái gì mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, thì cái đó nó đã sanh ra cái khổ vui rồi.
Cái khổ đây chúng ta hiểu nó là bao gồm cả thọ ưu luôn, là tâm, tâm của chúng ta thọ ưu, thân chúng ta thọ khổ. Ví dụ giờ quý vị bị một cái gì nè, bữa nào mà quý vị bệnh trong cơ thể, trong người á, quý vị đau nhức đầu này, đau nhức đầu kia, mà nếu mà mình không có tu, không có chánh niệm tỉnh giác á, bởi vì mình nếu mình quán thắng là thấy rằng là cái thân của mình là hả già thì nó phải đau bệnh chết chứ, rồi cái cảm thọ đau đớn do cái cơn bệnh nó mang lại, do cái cơn bệnh nó mang lại, nếu mà chúng ta không khéo chúng ta bực bội khó chịu, thường thường đó là thân đau đớn thì dễ dàng sinh ra cái tâm bực bội khó chịu. Cho nên là cái khổ này đó nó diễn ra ở trong đời sống, hoặc là có khi khen hoặc là chê gì đó, hoặc là mất lợi người ta, thường thường hoặc là trong thanh tịnh đạo nó nhiều khi là chẳng làm hại cho, làm hại nó không làm hại, nó làm hại cho mình rồi nó không làm hại cho mình thì nó làm hại cho người thân của mình, vân vân. Hoặc là vì vậy cho nên là cái người đó họ bực bội, họ khó chịu, họ quan trái. Như vậy thì ở đây cái khổ á, chúng ta hiểu bao gồm cả là cảm thọ khổ của thân và tâm. Thân và tâm, thân thì nó bị xúc chạm đánh đập, hoặc là bị da chạm cái vật vết thương gì đó, chúng ta bị một bị vết thương, hoặc là thân chúng ta bệnh hoạn gì đó, chúng ta đau đầu này nhức đầu nọ, tâm của chúng ta nó khó chịu, thì cái đó là thuộc về thân tâm rồi. Và thân của chúng ta nó bị xúc chạm đau đớn bệnh hoạn gì đó thì cái đó là thuộc về thân rồi, thân rồi. Cho nên nếu như một người tu tập á, thì trong mỗi cảm thọ vẫn biết là mỗi cảm thọ, cái đó, đó nó không thuộc về của tự mình, không phải của mình. Bởi vì sở dĩ chúng ta có cái sự cảm thọ đó là vì chúng ta có cái nè, ở dưới câu dưới chúng ta thấy lại là do duyên sanh đi, do duyên sanh đi, giới dị không sanh đi. Sanh đi ở đây là gì? Sanh đi là chúng ta có cái thân này, chúng ta có cái thân này, cho nên chúng ta có cái cảm thọ. Nếu chúng ta không có thân này thì chúng ta đâu có cái sự cảm thọ đâu, không có cái sự cảm thọ. Như vậy thì ở đây đó là vì chúng ta có hiện hữu trên cuộc đời này, dù chúng ta hiện hữu dưới dạng nhất quẩn, dưới dạng nhất quẩn tức là sắc quẩn thôi, tức là cõi vô tưởng đó. Rồi hoặc là chúng ta hiện hữu dưới dạng ngũ quẩn là các cõi còn lại, và chúng ta hiện hữu dưới dạng tứ quẩn tức là bốn cõi vô sắc, chỉ có sắc, chỉ có bốn thành phần danh quẩn thôi chứ không có sắc quẩn. Còn phần lớn còn lại các cõi là đều là ngũ quẩn, đều ngũ quẩn. Về ngũ quẩn cái này đó là có sự hiện hữu, là có sự sanh đi đó. Chúng ta có sanh đi do nghiệp sanh đi, do phiền não sanh đi. Nghiệp sanh đi nó tạo ra cái thân này. Chúng ta có cái nghiệp, cho nên chúng ta thân ra là sanh ra làm nam, làm nữ, rồi chúng ta sanh lên từ biết đứa hài nhi trai, rồi hoặc là hài nhi gái, rồi cho đến lên làm đứa bé trai, đứa bé gái, rồi trở thành cậu thanh niên hoặc cô thiếu nữ, rồi trở thành một cái người đàn ông hay là người đàn bà, hoặc là cuối cùng là chỉ còn là cụ bà cụ ông. Thì trong giai đoạn đó đó, chúng ta biết rằng vì chúng ta có thân này cho nên là có cái cảm thọ, có cảm thọ, và cái điều đó, đó nó không phải là do cái gì bên ngoài, cũng không phải là do người khác mang lại cho chúng ta, và cũng không phải là do mình, do căn cảnh gặp lại. Quan trọng là khi mà căn cảnh gặp lại đó, chúng ta đừng là có xúc á, cho nên là chúng ta đừng có cái cảm thọ mà khổ lạc ở đó. Tức là chúng ta biết rằng có những cái gì xung quanh của chúng ta nó cũng chỉ là phương tiện. Một người đó, chúng ta nhìn lại đó, là có khi mình thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc trong cái nghĩa tương đối nha. Nhà cái nghĩa tương đối. Mình thấy mình hạnh phúc là gì á, mình được khỏe khoắn nè, được có kẻ hầu người hạ nè, được người khác tung hô giảng tế nè, rồi được người khác khen tặng nè, được người khác
nhiều thứ ở trên cuộc đời này thì mình cảm thấy hạnh phúc. Cho nên cái được và mất nó cũng là một trong những các cái cảm thọ. Được thì chúng ta vui, mất thì chúng ta buồn, thấy không? Được danh mất danh, được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, được và mất đó. Thế là chúng ta vui và buồn, hay là lạc và khổ đó. Lạc và khổ. Chúng ta làm sao mà tập cái tâm của mình đó, mình phải thấy được cái sự tương tận của nó. Tương tận của nó thì chúng ta mới đỡ bị sự chi phối của các cái cảm thọ. Các cảm thọ. Hả có thân thì chúng ta phải bệnh thôi. Chúng ta phải bệnh. Hả bệnh thì thân của chúng ta thì nó đau đớn. Bệnh gì cũng khổ hết á. Đau nhẹ nhất là nhức đầu, sổ mũi, đau bụng, hoặc là tay chân nhức rời, rã rời hết. Hoặc là ở trong ngũ tạng của chúng ta bị bệnh, rồi chúng ta đau đớn. Thì chúng ta biết là các cái cảm thọ đó nó đương nhiên rồi. Về thân là như vậy. Nhưng mà cái tâm của mình đừng để làm sao mà có cái sự chi phối. Chúng ta khó chịu, buồn bực, gặp việc này, việc nọ. Chúng ta khó chịu. Cho nên nếu mà trong đời chúng ta hiểu kỹ đó, chúng ta sống trong cảm thọ. Một ngày 24 tiếng đồng hồ là dường như chúng ta sống trong cảm thọ. Ở đây chúng tôi nói là cái lúc mà mình thức đó, cứ sáng mắt mắt ra, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ. Có những điều mình hài lòng, có những điều mình không hài lòng. Rồi có khi chúng ta sáng sớm mà ở những cái xứ lạnh thì sáng sớm nó lạnh buốt, thì thân của mình nó cũng khó chịu. Khó chịu thì mình biết là khó chịu như vậy thôi, chứ cũng không phải biết cảm thọ nó buốt rát, nó lạnh như vậy đó. Chứ tâm của mình nó đừng có buồn bực, đừng có khó chịu, đừng có khó chịu. Hoặc là chúng ta ở cái xứ chỗ nào nóng, rồi trưa thì nóng răng rắc, nhiệt độ rất là cao, thì chúng ta cũng biết là đó là vậy. Cho nên là cái cảm thọ của chúng ta nó xoay quanh ở trong đời sống, đặc biệt là lúc chúng ta thức. Chúng ta cũng bị chi phối ở trong cái vui buồn đó, khổ lạc đó thôi. Khổ lạc đó thôi. Rồi khi chúng ta mà ngủ á, thì nhiều khi nó cũng bị chi phối cũng trong cái khổ lạc nữa. Quý vị thấy không? Nếu mà ai mà nằm chiêm bao mà thấy mình bị người khác đánh đập rượt đuổi đó, thì mình sợ hãi lắm á. Mình sợ hãi lắm. Mình sợ hãi lắm. Hoặc là mình nằm chiêm bao, mình thấy người thân của mình chết chóc, tàn tật, bệnh hoạn, tù tội gì đó. Hay hoặc là cái người mà mình thương nhất á, thì mình gặp những cái chuyện đó chỉ là chiêm bao thôi. Nhưng mà rồi mình buồn chứ. Mình cũng buồn chứ. Rồi bây giờ lỡ mà nằm chiêm bao mà thấy mình được một số tiền lớn, số vàng nhiều đó, thì có lẽ là mình cũng vui. Cái gì thấy không? Có nghĩa là cái một ngày 24 tiếng đồng hồ đó là chúng ta bị chi phối ở trong cảm thọ. Cái cảm thọ nó là đương nhiên, nhưng mà chúng ta phải biết nhìn nhận bằng đúng cái sự thật của nó. Khi căng tiếp xúc với các cái trần cảnh thì nó sẽ sinh ra xúc, và xúc thì nó sẽ là tạo điều kiện để cảm thọ sanh khởi. Cảm thọ sanh khởi. Cho nên nếu mình nhìn nhận như vậy đó, thì mình mới thấy rằng là khi có cái sự thu thúc của chính mình bằng chánh niệm tỉnh giác đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái khổ lạc nó không phải là cái gì mà quan trọng. Không phải là cái gì quan trọng. Bởi vì một khi người đã có cái tưởng được chính mình, tức là làm chủ được mình, có chánh niệm tỉnh giác đó, thì mình cũng không phải vì vậy mà mình khổ lạc hay là vui buồn ở trong đó. Cho nên cái điều này nó không phải là do người khác mang lại cho mình. Cũng đồng thời một sự việc xảy ra, nhưng mà hai người có cảm thọ, hai cái nhìn nhận khác nhau. Hai cái nhìn nhận khác nhau. Ở đây chúng tôi không nói là nhìn nhận trên cái góc độ mà nhận xét, mà chúng tôi nói trên cái nhìn nhận cảm thọ của chính mình. Tùy vào cái tâm lý của mỗi người. Ví dụ như là
mình thích cái đó mà người khác cho mình cái đó, hay là mình được cái đó thì mình vui, mình vui. Trong khi một người khác cũng đưa cho họ cái đó trong khi họ không thích, thì đối với họ cũng là bình thường, không đến nỗi, không có cái gì vui. Cho nên là chúng ta thấy ở trong cái Di Diệu Pháp á, nói là mặc dù là tham á, thì có thọ hỷ và cũng có thọ xả. Vì thấy rồi ưu ở đây trên cuộc đời này đó, thì nó đương nhiên là thọ ưu rồi, tâm sân nó thuộc về thọ ưu rồi. Nhưng mà rồi đó, cái điều đó nó không phải là do người khác đem lại cho mình, mà mình tự chuốc lấy. Và ở đây cũng không phải là tự của mình nữa, không phải là tự của mình. Ở đây hiểu đó là không phải thuộc tự tự mình. Bởi vì một khi mình đeo nắm vào trong đó đó, mình đeo nắm vào cái được lợi hay được danh mất danh, được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, cái được và cái mất đó, đó thì cái đó nó cũng là tự gây hại cho mình thôi, gây hại cho mình. Mà sở dĩ mà có cảm thọ ở đây đó là do sanh y, do duyên sanh y, tức là do có cái thân này, do có cái thân này. Cho nên cái hệ quả của cái quả của luân hồi đó là gì? Do xúc, do thọ, do sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não. Mà nếu như chúng ta có cái thân này đó, thì chúng ta có hiện hữu đời này thì biết bao nhiêu sự việc. Lúc nhỏ đó thì mình đam mê cái khác, thích thú cái khác. Lớn lên tuổi trưởng thành đó, 18 đôi mươi đó, thì chúng ta lại đam mê cái khác. Rồi về già đó, chúng ta lại có cái đam mê khác. Lúc nhỏ đối với mình, cái bánh á, cục kẹo á, đó là sự đam mê, đó là sự kháng khích, đó là sự thích thú. Nhưng mà đến tuổi, bước sang tuổi mà trưởng thành rồi đó, cái cục kẹo hoặc là viên bánh á, viên kẹo hoặc là miếng bánh á, nó không phải là cái gì đó quan trọng lắm, mà bây giờ đó lại là đam mê tình cảm, tình yêu đôi lứa, hay là danh vọng, hay là được mất ở trên cuộc đời này nó nhiều thứ. Được mất ở trên cuộc đời này thì khi mà mình đam mê cái gì đó thì tạo ra cái cảm giác là vui buồn hay là khổ lạc đó. Rồi về già mình lại có cái đam mê khác. Có người thì thích đam mê như thế này, có người thì thích đam mê như thế kia, có người thì thích thôi bây giờ tuổi già đó, thì thôi đi đi vào những cái nơi mà câu cá đó, câu cá giải trí. Hoặc là có người thì ngồi đánh cờ, có người thì ngồi tán gẫu gặp bà này ông kia nói chuyện, rồi là có người thì thích đọc sách, có người thì thích trồng đôi ba cây kiểng chăm sóc về tuổi già, nó cũng là cái thú vui của họ. Nhưng mà cái gì nó cũng là đam mê, cái gì nó cũng là đam mê, đam mê theo từng giai đoạn của cuộc đời, lúc trẻ, lúc nhỏ, rồi đến khi mà tuổi thanh niên, tình cảm, tình yêu đôi lứa gì đó, rồi cái tới tuổi già thì lại có cái đam mê khác. Trong mỗi cái cảm thọ đó, đó nó cũng thay đổi ở nhau trong cuộc đời này và trong quãng đời này, trong thời gian. Rồi cái nhìn nhận của một người nó cũng khác nhau, là do cái gì? Do mỗi người có một cái sở hành khác nhau, mỗi người có cái phinh hướng khác nhau, và chính cái phinh hướng đó nó tạo ra cái cảm thọ. Mà ở đây đó chúng ta thấy là cảm thọ khổ và lạc, cảm thọ lạc. Vì vậy cho nên là với một cái người mà thoát rồi ly khỏi cái sự sanh ni ấy, thì người đó không có cần gì phải là xúc với cảm thọ. Chúng ta thấy ở trong cái hai cái câu sau nói rằng vị với vị không sanh ni, với vị không sanh ni do đâu xúc cảm thọ, tức là không có thân này, không có hiện hữu trên cuộc đời này thì không có gì được gọi là cảm thọ. Cái hiện hữu trong cuộc đời này chúng ta hiểu là không phải chỉ có câu cõi người của mình, mà hiện hữu ở trong tam giới này, hiện hữu trong tam giới này. Cho nên nếu mà không có sanh ni á, một vị không có sanh ni á,
thì không có cái nguyên nhân gì mà để cho vị đó có cái cảm thọ. Mà đặc biệt là trong cuộc đời này đó, thì quý vị thấy rằng mình sống ở đâu cũng vậy. Cái tu là ở chỗ là mình phải thích nghi với cái hoàn cảnh đó. Thích nghi với cái hoàn cảnh đó. Và khi mà mình thích nghi với cái hoàn cảnh đó thì dù sao cũng được. Chúng ta không thể nhìn quá khứ, chúng ta không phải là ước vọng ở trong tương lai nó như thế này thế nọ. Nhưng mà trong mỗi hoàn cảnh, trong mỗi hoàn cảnh, bây giờ cái lớp trẻ bây giờ, sư trẻ, mấy vị trẻ bây giờ thì nói rằng khi mà xuất gia tu đó thì nó không phải là khổ cực như ngày trước nữa. Không khổ cực như ngày trước nữa. Khổ cực ý chúng tôi muốn nói là phải làm việc này việc nọ rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta không thể nói là so sánh giữa ngày trước để đem cho áp dụng cho ngày hôm nay đối với các vị sư trẻ. Nhưng mà rõ ràng là người ta nói có gian nan mới tôi luyện được cái ý chí của con người. Có gian nan mới tôi luyện được cái ý chí của con người. Trong những cái hoàn cảnh, ví dụ như mà mình sống nó đã từng kham khổ nó quen rồi, bây giờ đụng tới cái kham khổ nữa thì cũng không có là cái gì. Nếu như mà hồi trước giờ mình sống trong nhung lụa, sống trong sự im ắng, sống trong cái kẻ đón người đưa đó, được mọi người tung hô vạn tế khen trên cuộc đời này đó, mà bây giờ bỗng nhiên mà bị người khác chê, hay hoặc là mình sống trong một cái hoàn cảnh quá khổ đó, nó khổ so với trước đây đó, thì mình chịu không nổi. Cái quan trọng là mình phải thích nghi. Thích nghi là cái chỗ đó là cái chỗ tu. Cái chỗ tu của mình. Cái chỗ tu của mình. Cho nên là trời có nắng có mưa thì nó có thể thay đổi, nhưng mà tâm cũng vẫn giữ được khẩu tâm, vẫn giữ được cái đời sống tu hành đó, thì đó mới là cái hay ở trong cuộc đời này. Như vậy thì ở đây muốn nói, mình sống ở làng mạc hay núi rừng, mình sống ở đâu cũng vậy, thì luôn luôn bị chi phối của cái khổ và lạc đó. Cái quan trọng là cái khổ lạc này đó, nó cũng chỉ là cái sự do căng cảnh gặp lại tạo ra xúc, và xúc là duyên cho thọ. Như vậy thì đối với cái người tu á, thì khi mà mình nhìn với cái cảnh vật của mình, thấy mắt, thấy tai, nghe mũi, ngửi, lưỡi, nếm, hoặc là tâm suy nghĩ, luôn luôn có cái chánh niệm. Chánh niệm là gì sao? Mình biết cái gì nó lên hay là không lên. Không có gì hết á. Cái gì nó cũng là do duyên hết á. Nếu mà căng mà không có cảnh thì cũng không thể thấy, không thể gặp được nhau được. Ví dụ giờ mắt mà không có cảnh sắc thì cũng không thể được, hoặc là có cảnh sắc mà không có mắt thì không được. Và nếu như chúng ta, tâm của chúng ta không có để tâm tới đó đó, thì có lẽ là chúng ta không bị chi phối nhiều. Tức là một người có cái sự chánh niệm đó, chánh tỉnh giác đó, thì có lẽ là mình an lạc trước cái hoàn cảnh của cuộc đời này. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái bài học hôm nay đó, Đức Phật Ngài dạy rất là hay. Trong cuộc đời này, sự thật trên khen và chê, gọi là tám ngọn gió đời hay là bát phong đó, khen chê, được danh mất danh, được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, tất cả những cái thứ đó là phù du trong cuộc đời này, nó không có là gì. Nhưng mà do là mình không chấp nhận cái đó là phù du, không chấp nhận đó là phù du, cho nên là mình vui buồn. Mình vui buồn. Chứ còn nếu như một người mà đã chấp biết rõ nó là phù du á, thì không có gì mà được gọi là vui buồn ở trong đó, được và mất ở trong đó. Cho nên là mình tự tại. Mình tự tại. Vì vậy cho nên là chúng tôi nghĩ rằng á, là một người hạnh phúc hay không á, là do cái tâm của mình. Bởi vì vật chất ở bên ngoài đó, nó cũng chỉ đóng một phần thứ yếu trong cuộc đời này. Cái chủ yếu ở trên cuộc đời này đó là tâm của mình. Mà tâm của mình ở một cái hoàn cảnh nào á, thì mình luôn giữ vững được cái chánh niệm và tỉnh giác, thì cái điều đó nó tạo nên cái tâm của mình luôn luôn tự tại, luôn luôn có được cái sự an lạc. Và đặc biệt là chúng ta nghĩ là tại sao chúng ta có cái cảm thọ đó, là khổ và lạc đó, là vì mình có cái thân này. Nếu chúng ta không có thân này thì chúng ta đâu có phải khổ, lụy hay là được, mất hay là
nên hư gì trên cuộc đời này. Chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái nội dung của bài học hôm nay. Chúng tôi nghĩ là nó cũng còn 10 phút nữa, khoảng 10 mấy phút nữa. Chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư Tôn Đức thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Gia. Sa thu lành thay, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabba mangalam rakkhanto sabbe devata sabba buddha nuva venasara sati bhavantu te Bhagavato sabba mangalam rakkhanto sabbe devata sabba dhamma nuva venasara sati bhavantu te Bhagavato sabba mangalam rakkhanto sabbe devata sabba sangha nuva venasara sati bhavantu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư tiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa văn tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa đề thề ra cha mát cha na wa ca cha viết ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na bu ta su khi ta pa văn tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua sang pa tiết cha te sắp bề pi đục khát sa kha rộn tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha vuốt ga la tăng khô hồ tu sa mắc vô qua Atha ya cha hi ta ya cha Am he rat khan tu sắc thầm mô Sắp bề bi thầm ma cha ri nô Vút thêm thầm pa hu ni ya ma Thầm ma ri ya pa huê di tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống mic.